Vingroup dự kiến chi 3.400 tỷ đồng làm tổ hợp công nghiệp sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ ô tô ở Quảng Ninh. Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes thuộc tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư một tổ hợp công nghiệp sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe ô tô, xe có động cơ khác tại địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Dự án có diện tích gần 200 ha với tổng mức đầu tư trên 3.400 tỷ đồng, doanh thu dự kiến từ năm 2023 và khoảng trên 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Ban cán sự Đảng và Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa cho ý kiến về đề xuất đầu tư tổ hợp sản xuất công nghiệp phía Nam sông Lục Lầm, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes. Mục tiêu của dự án là đầu tư một tổ hợp công nghiệp sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe ô tô, xe có động cơ khác cung cấp cho các nhà máy lắp ráp ô tô của VinFast và các doanh nghiệp trong nước, đồng thời xuất khẩu ra thị trường ASEAN và thế giới. Sản phẩm bao gồm linh kiện nội thất, ngoại thất xe bus, xe tải, xe du lịch. Công nghệ của nhà máy được chuyển giao từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu với máy móc thiết bị, hệ thống quản trị thông minh xuyên suốt chuỗi giá trị từ đặt hàng, sản xuất cho đến phân phối. Dự án được phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ 2020 đến 2022 sẽ tập trung đầu tư xây dựng dây chuyền phục vụ việc sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô với công suất dự kiến là 500.000 bộ phận trên năm. Giai đoạn 2 từ 2022 tới 2025 mở rộng nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô và nâng công suất dự kiến là 1 triệu bộ trên năm. Dự án có diện tích gần 200 ha, tổng mức đầu tư trên 3.400 tỷ đồng. Doanh thu dự kiến có từ năm 2023 khoảng trên 10.000 tỷ đồng trên năm. Tổng thuế VAT dự kiến nộp suốt vòng đời dự án là gần 75.000 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, đây là dự án sản xuất công nghiệp công nghệ cao phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, sau khi đi vào hoạt động có thể có đóng góp rất lớn cho ngân sách địa phương. UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp với nhà đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục hồ sơ của dự án để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Trước đó vào trung tuần tháng 3 năm 2020, công ty cổ phần Vinhomes đã công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes, tên viết tắt là VHIZ, qua đó trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này. Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes thành lập vào tháng 12 năm 2018 với mục tiêu là đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 70 tỷ đồng. Công ty này sẽ đảm nhiệm vai trò đầu tư vào lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp của tập đoàn Vingroup nhằm đón xu hướng tăng trưởng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Chiến lược kinh doanh mới sẽ tận dụng kinh nghiệm của Vinhomes trong việc phát triển các quỹ đất, xây dựng hạ tầng, triển khai vận hành các dự án bất động sản có quy mô lớn, đồng thời cũng là mắt xích giúp cho Vinhomes hoàn thiện định hướng phát triển với ba trụ cột bất động sản là nhà ở, văn phòng và khu công nghiệp. Ngoài ra, định hướng phát triển của Vinhomes cũng nhằm góp phần tạo điều kiện cho nhiều nhà cung cấp thiết bị phụ trợ trên thế giới phát triển cơ sở sản xuất đầu tiên tại Việt Nam, qua đó có thể xây dựng được hệ sinh thái dây chuyền sản xuất ô tô nội địa, phù hợp với chiến lược tổng thể của Vingroup để đẩy mạnh phát triển mảng công nghiệp. Lệ Chi, Vietnam Finance, Đồng Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thiết kế website trọn gói chỉ từ 1 triệu 800 nghìn đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm. Thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300 nghìn đồng. Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, chợ tốt, mua bán.net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978 106 552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. Sếp VinFast Australia phát biểu, hãng đem đến thách thức mới. Ông Kevin Jolly bỏ qua nhiều lời mời hấp dẫn để đến với VinFast đơn giản là vì ông thấy hoàn toàn khác so với phần còn lại của thế giới. Kevin Jolly, viện trưởng viện công nghệ ô tô 2 của VinFast, là chuyên gia lão làng trong ngành công nghiệp ô tô của xứ sở chuột túi. Hiện tại ông quản lý